Savills Việt Nam vừa công bố chỉ số giá bất động sản tháng 10 năm 2018 cho hai thị trường chính là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Riêng tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giao dịch căn hộ đang đạt mức thấp nhất trong 6 quý liên tiếp gần đây. Theo báo cáo, trong quý 3 năm 2018, chỉ số giá nhà ở Savo đạt 97, tăng 1 điểm theo quý, 3 điểm theo năm. Đáng chú ý, tổng lượng giao dịch đạt mức thấp nhất trong 6 quý liên tiếp gần đây, với 10.000 căn hộ được bán, giảm 30% theo quý, 13% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ đạt 53%, giảm 3 điểm phần trăm theo quý và tăng 21 điểm phần trăm theo năm. Riêng giao dịch hạng A tăng 58% theo quý, do lượng giao dịch lớn từ dự án hạng sang mới được chào bán tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong khi đó, hạng C chiếm 54% tổng lượng giao dịch. Savo dự báo đến năm 2020, hơn 124.000 căn hộ dự kiến được mở bán, trong đó quận 2 và quận 9 chiếm 55% tổng cung tương lai. Hạ tầng cải thiện và quy hoạch đô thị sáng tạo góp phần thúc đẩy nhu cầu nhà ở.